Thằng Dũng nhà mình nó làm việc được chứ bà. Thì nó lớn rồi mà ông, 18 tuổi rồi còn gì nữa. Cho mình gần phải chia ly, dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau. Hứa với anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mai nay xa ngàn xa nhau, đó không chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. Anh vẫn sẽ quay về. And you will be there for me. Anh vẫn chờ và sẽ đợi. Dù nước chảy, dù đã mòn, anh vẫn chung tình. Cười đi em, dẫu cho mình cần phải chia ly. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là của nhau. Hứa với anh sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh. Mình sinh ra là để cho nhau. Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi. Làm sao anh không nhớ, nhớ baby của anh. Mai nay xa ngàn xa nhau, đó cũng chỉ là thử thách. Để mai sau mình yêu nhau hơn. Bà nghĩ đã đến lúc con nên ra nước ngoài du học để biết đó biết đây với người ta. Sau này á, con về phụ giúp ba phát triển cái hãng trà này nữa chứ. Dù đã mòn, anh vẫn chung.